Xin chào quý bạn và các vị. Chào mừng quay trở lại với điểm tin tuần ngày 2 tháng 12 của Coi 68. Tuần này lại là một tuần buồn của thị trường tiền điện tử. Nhưng liệu chúng ta đã chạm đáy hay chưa? Liệu có tin tức nào có thể đảo chiều được xu hướng trong thời điểm hiện tại hay không? Sẵn sàng chưa? Thắt dây an toàn vào và chúng ta lên đường. Đầu tiên là điểm tin thị trường. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, giá Bitcoin đã lập đáy mới của năm, chạm mức thấp nhất trong vòng 14 tháng ở 3.747 đô la Mỹ, kéo giá trị vốn hóa thị trường giảm xuống mức thấp nhất là 115 tỷ đô la Mỹ và sau đó phục hồi lên lại khoảng 4.200 đô. Nhưng nhiều khả năng đợt tăng sau đó chỉ là do thị trường điều chỉnh sau khi giảm quá nhiều. Trong dài hạn, giá của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới được dự báo sẽ còn tiếp tục giảm. Kể từ năm 2011 đến nay, Bitcoin mới chỉ ghi nhận một lần mất giá trong tháng 11. Tuy nhiên, tính đến ngày 30 tháng 11, giá Bitcoin đã sụt đến 36% so với hồi đầu tháng, giữa đợt suy giảm của thị trường trong những đồng coin top đầu. Ripple lại có màn thể hiện tốt nhất, đơn giản chỉ vì nó giảm ít nhất và đã chiếm lấy vị trí thứ hai của Ethereum một cách đầy thuyết phục. Đồng Ripple tính đến ngày 30 tháng 11 đã có 15 ngày liên tục xếp vị trí thứ hai trên CoinMarketCap, chuỗi ngày dài nhất trong lịch sử. Trong một diễn biến liên quan, các ICO lại tiếp tục bán tháo hơn 100.000 Ethereum trong đợt giảm giữa tháng 11 vừa qua. Liệu động thái này có thể giúp XRP tiếp tục giữ vững vị trí của mình? Hãy cùng chờ xem. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thị trường tiền điện tử vẫn phải tiếp tục chờ BAKKG và những hợp đồng tương lai đầy hứa hẹn cho đến tận năm sau 2019. Đầu tiên là việc nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số BAKKG vừa được xây dựng nên bởi tập đoàn đang quản lý sàn giao dịch chứng khoán New York vừa tuyên bố trong một thông báo ngày hôm qua rằng họ sẽ rời lịch ra mắt đến tận tháng 1 năm 2019. Theo thông báo mới nhất từ BAKKG, được viết bởi chính CEO của nền tảng này là Kelly Loeffler, cho hay rằng sau khi đánh giá lại mức độ quan tâm từ công chúng và khối lượng công việc cần phải hoàn tất để khiến mọi thứ vận hành suôn sẻ, công ty đã quyết định chọn ngày 24 tháng 1 năm 2019 là ngày khởi đầu để đảm bảo mọi thành phần tham dự đều sẵn sàng giao dịch ngay từ ngày đầu tiên. Thêm vào đó, ngày 27 tháng 11, sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq dự định sẽ có thể triển khai hợp đồng tương lai Bitcoin sớm nhất là vào quý 1 năm 2019, theo tờ Bloomberg đưa tin. Chỉ hơn một năm trước, sàn giao dịch này cho biết sẽ ra mắt hợp đồng thông minh vào giữa năm nay, năm 2018. Thông báo có sau khi CBOE và tập đoàn CME đã lên lịch ra mắt hợp đồng tương lai của mình vào cuối tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đúng như kế hoạch đề ra. Nhưng có vẻ sự nhiệt tình của sàn Nasdaq cho thấy sự rớt giá hiện tại của Bitcoin không hề đáng ngại lắm với phố Wall. Tiếp theo, bang Ohio của Mỹ đang muốn chấp nhận chi trả thuế bằng tiền điện tử. Bang Ohio của Mỹ đang trên đường trở thành tiểu bang đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán và chi trả nghĩa vụ thuế, theo Wall Street Journal đưa tin vào ngày 26 tháng 11. Động thái ủng hộ tiền điện tử trên được khởi xướng bởi thủ quỹ ngân khố của bang Ohio, Josh Mandel, người chia sẻ với báo giới rằng ông đang muốn cắm ngọn cờ đầu về kế hoạch tiếp nhận tiền điện tử tại Mỹ. Vị quan chức này còn khẳng định thêm, tôi nhìn nhận Bitcoin như một dạng tiền tệ hợp pháp. Trước đó thì đã xuất hiện không ít các dự thảo tại các bang khác của Hoa Kỳ đề xuất chấp thuận tiền điện tử để chi trả thuế, nhưng lại không được các nhà lập pháp thông qua. Hồi tháng 2, Hạ viện bang Arizona đã thông qua một luật thuế cho phép công dân đóng thuế bằng tiền điện tử, song ngay sau đó lại bị đình trệ bởi nhiều ý kiến mong muốn sửa đổi. Hy vọng rằng động thái này của bang Ohio sẽ là tiền đề để các bang khác và cả những quốc gia khác học tập. Cuối cùng, khoảng 600.000 đến 800.000 máy đào Bitcoin đã dừng hoạt động kể từ giữa tháng 11. Trong bối cảnh giá trị giao dịch trên thị trường lẫn hash rate của mạng lưới Bitcoin đều đi xuống, theo tiết lộ từ nhà sáng lập hoặc trả đảo lớn thứ 3 thế giới, S2 Pool. Theo dữ liệu từ blockchain.com, hash rate toàn bộ mạng lưới Bitcoin mà hiển thị hiệu suất đảo của toàn bộ máy đảo trên thế giới này đã giảm từ khoảng 47 triệu terahash trên một giây hôm 10 tháng 11 xuống còn 41 triệu hôm 24 tháng 11, tức là còn khoảng giảm khoảng 13%. Nhìn lại thì những chuyên gia trong ngành cho biết nhiều yếu tố đã dẫn đến sự kiện này, bao gồm việc giảm điểm liên tục của thị trường sau đợt hard fork Bitcoin Cash hôm 15 tháng 11, sự tăng giá điện tại Trung Quốc và thực tế là các nhà sản xuất Trung Quốc đang chạy đua để nâng cấp máy đào của mình khiến cho các máy đào cũ trở nên vô giá trị. Trong một diễn biến liên quan, thống kê của Google vừa tiết lộ rằng số lần từ khóa Bitcoin được tìm kiếm trên trình duyệt này đã đạt con số kỷ lục trong tuần qua kể từ tháng 4 năm nay.
Trên đây là những tin tức đáng lưu ý nhất tuần vừa qua. Các bạn nghĩ thông tin nào là thứ ảnh hưởng nhiều đến giá của Bitcoin cũng như thị trường nhất? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới. Và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coin68 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại.